Đây là vị khách đang chuẩn bị điều trị sẹo chúng ta ha. Chào em ha, em có thể cho chị hỏi một tí xíu nhé. Cái vết sẹo của mình là em bị cái gì gây nên vết sẹo này ha? Dạ vâng, em bị tai nạn. À, em bị tai nạn lâu chưa? Dạ em bị cách đây 1.5 năm. Em bị tai nạn 1.5 năm nha. Dạ. Thì chị có thể cho xem cái vết sẹo cho mọi người cùng trực tiếp xem vết sẹo của em một tí nhé. Dạ vâng. Các bạn quan sát cái vết sẹo ha. Đây bạn sẽ lau tay. Đây giờ hiện tại là các bạn này đang lau tê ha. Chúng ta cùng quan sát cái vết sẹo. Em cảm thấy cái vết sẹo này nó có khó chịu không? Dạ vâng, cực kỳ là khó chịu này. Nói chung là giống như từ tí chị ạ. Đúng rồi, nó mất đi vấn đề thẩm mỹ của chúng ta. Dạ vâng. Ha. Giống như các bạn quan sát cái vùng sẹo bạn này bị tai nạn nhé. Này chúng ta sẽ nhìn khá rất là kỹ. Rồi bây giờ các bạn đã quan sát được cái vết sẹo của bạn này rồi ha. Sau khi lau tê thì mình sẽ bắn laser vào những cái khu vực mà nó màu sậm màu như thế này. Sau khi bắn xong thì sẽ chích chiếu ánh sáng và chích một ít thuốc vào vùng này là coi như là xong. Đó, xong cái quá trình điều trị ngày hôm nay. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu thực hiện luôn. Rồi giống như các bạn đã thấy ha, bây giờ chúng ta cùng theo dõi cái quy trình bác sĩ tiến hành điều trị cho khách hàng này các bạn nhé. Giống như các bạn thấy bác sĩ cũng đang dùng cái công nghệ của bên mình là laser các bạn ha. Thì cái công nghệ này không có gây tổn thương hay đau gì cho các bạn nhé. À, cái laser này khi mà bắn vào thì nó sẽ phá vỡ sắc tố ngay lập tức và nó sẽ trả về cho mình cái màu da giống như là cái màu da ban đầu. Của chúng ta cái màu sắc nó có sự chuyển biến ha, nó sáng lên và nó đã bớt thâm đi cho các bạn nam này rồi các bạn nhé. Bước đầu tiên chúng ta là đang chiếu ánh sáng các bạn nhé. Rất là đơn giản ha, rất là nhẹ nhàng, không đau gì hết.